Rồi, xin chào các bạn nhé. Mình đang đứng ở siêu thị Yongmo. Đấy, khu vực này là khu vực bán đồ ăn. Và bây giờ mình sẽ đi vào đây để mua đồ ăn nhé. Xếp hàng ở đây à? Tây nướng BBQ mà đông. Lấy cánh hay lấy đùi? Cánh à? Một bên cánh, một bên đùi. Cái này nó có hai màu khác nhau. À, bên này là cánh gà chiên cay. Một bên là không cay đúng không? Chiên thế, và mùi chiên luôn. Bán bánh mì, các loại bánh đứng ở đây thơm thế, mùi bánh rất thơm. Thank you.
tiêu ạ. Không phải chi tiêu, ngọt phô mai. Cái này là bán bánh bông lan cuộn trà xanh. Đây hoa quả luôn. Cái này là nho này. Con sầu riêng không? Sầu riêng hay nho? Cái này có ngon không? Bao nhiêu đấy? 75.000 một hộp này. Bảy mươi lăm nghìn một hộp nho. Cái này bán xoài này, xoài tây, xoài tứ quý. Cây à, đây là cây cảnh. Gian hàng này bán toàn rau củ quả thôi. Bán các đồ nấu bếp. Gian hàng về thủy hải sản. Đi qua đây xem. Tôm đấy đúng không? Tôm hùm đấy, gần 1 cân một con này. Đây là con móng tay đúng không? Ốc hương này. Ngao hoa.
áo mũ. Áo mũ. Nhìn cá kia ngon nhỉ. Tươi sống, hải sản và thịt. Đây có khu này là khu thịt lợn, thịt gà. Đây là khu dọc cái khu này. Phẩm hàng ngày. Rồi thế này, chỗ này là hết cái khu ẩm thực rồi. Vòng đây là đi hết cái khu ẩm thực này, vòng sang cái khu bán các cái đồ khác nữa. Rồi mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Minh Hải TV. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.